Xin kính chào tất cả bác. Sau khi mà đưa ra giới thiệu bộ khuôn chữ nhật và khuôn oval mini silicon thì rất nhiều các bác cũng như các xưởng sản xuất và nhà vườn đã quan tâm rất nhiều rồi. Và ngày hôm nay thì bên cơ sở lại tiếp tục giữ lời hứa của tất cả các bác là sẽ tiếp tục giới thiệu một mẫu khuôn. Ngày hôm nay sẽ là khuôn bể khánh nhá, khuôn bể khánh mini, vẫn là khuôn silicon, vẫn là dạng lột và vẫn là cái loại khuôn mà tháo ra rất dễ và không mơ viêng. Đó, cách làm cái mẫu này thì nó cũng giống như là cách làm của khuôn oval oval 26 hay là oval 21 hay là khuôn chữ nhật 36 giới thiệu ở những video trước rồi. Nếu như bác nào hay là anh em nào mà chưa biết cách làm cái loại này thì xem lại video nhé, xem lại video đã phát trước ở trên kênh YouTube cơ sở rồi. Đó, cách tháo thì bộ này dễ đâu, cách tháo thì cũng giống như là những bộ trước, ta sẽ bẩy đều hai bên đây, nó có nó hơi trộn một chút, ta bẩy thật đều đây. Khuôn silicon cho nên nó sẽ có cái độ mút của cái lòng trong này. Chúng tay vào thì nó sẽ khỏe hơn. Rồi, ok. Đây là cái lòng trong nhá. Mặc dù là nó có 4 mảnh nhưng mà để nó nhanh thì chúng ta không cần phải tháo rời hẳn 4 mảnh đâu. Ta sẽ tháo theo hình thức như thế này. Rất dễ đâu. Hai mảnh một. Tháo như này thì lắp nó lắp thì sẽ nhà hơn. Đó. Rồi, đến cái phần nào. Tiếp theo là phần tháo ra. Là như vậy là cái phần silicon nhá, cũng như những cái bộ kia là cơ sở thiết kế nó liền luôn, liền một khối luôn như này. Thì nó sẽ ưu điểm là nó bền hơn này. Và chậu khi tháo ra nó sẽ không mơ viêng. Và đặc biệt nó là nó sẽ không bị biến dạng khuôn trong thời gian làm. Đó, các bác mua về là làm bộ đầu tiên cũng như là bộ thứ 1000 hay 2000 bộ sau nó vẫn giữ nguyên. Rồi, khuôn rất là dày. Đây cũng giống như những bộ khác nhá. Là cơ sở luôn luôn làm theo một cái vành như này. Đấy, không tiếc gì một ít silicon cả. Làm nó chạy theo vành như này đi. Vành như này đi. Thì khi chậu tháo ra nhá. Chậu tháo ra thì đây nó sẽ đi theo như này. Nó vành nó đi theo sát luôn cái phần váy của cái bể khánh này luôn. Đấy, nó sẽ không có phần thiếu cũng như không có phần thừa. Thì cái chậu chúng ta mới đẹp được. Rất là dễ tháo nhá. Với cái khuôn này thì ai cũng có thể làm được. Thiết kế luôn hai lỗ thoát nước luôn. Ok.
Đó. Đây các bác xem này, phần hoa văn rất là nổi. Rồi bây giờ ta sẽ đi vào phần kích thước. Kích thước của bộ này. Bộ bể khánh mini silicone dạng lột, có chiều dài phủ bì là 45 cm này. Lọt lòng là 39 cm. Đó, lọt lòng là 39, phủ bì là 45. À, còn chiều rộng của nó, chiều rộng phủ bì là 33. Đó, lọt lòng của nó là được 27. Chiều cao đo cả chân là được 19 cm, cao 19 cả chân. Còn là cao, chiều cao của lòng chậu là được 10 cm. Đó, chiều cao 10 cm. Và như vậy là với cái bộ này là cũng đẹp từ bên ngoài, thậm chí cả lòng trong cũng rất là bóng nhá. Đây còn hoa văn đây, hoa văn sẽ quay cái bộ này cho tất cả các bác anh em xem nhá. Đó, hoa văn đây. Đấy, kê lên cái bàn xoay cây cho nên nó sẽ không vừa những cái chậu thẳng. Các bác xem, hoa văn là bốn mặt nó đều có hoa văn nhé. Tùng này. Bên này là cây, một mặt tùng này, cúc này. Đấy, mặt này là mặt cây mai này. Và mặt ngoài bên này trúc nhé. Như vậy là bộ này là tứ quý, tùng, cúc, trúc, mai. Đó, tứ quý, tùng, cúc, trúc, mai rất là đẹp. Như vậy là hiện tại là cơ sở khuôn Trọng Tiên cũng đã giới thiệu là tương đối nhiều mẫu khuôn silicone dạng mini, từ cỡ oval 26, 31 cho đến video trước đã giới thiệu cái bộ bể chữ nhật 36 cm. Và ngày hôm nay có thêm ngày hôm nay chúng ta có thêm mẫu bể khánh 45, còn đo lại chính xác không đúng là bể khánh 45 cm. Tất cả đều là khuôn silicone, tất cả đều là khuôn silicone dạng lột, và cách làm rất dễ, da chậu rất là đẹp, rất là mịn, rất là láng, hoa rất nổi như này. Thì các bác có nhu cầu ngay bây giờ có thể liên hệ với cơ sở theo số điện thoại ở trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi, nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube cơ sở để có thể xem những mẫu khuôn sẽ ra mắt trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.